Tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, hàng vạn du khách tưng bừng lễ hội Đền Đô kỷ niệm 1005 năm ngày vua Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị hoàng đế. Lễ hội Đền Đô năm nay được diễn ra trong 3 ngày, từ 2 tháng 5 đến 4 tháng 5, tức 14 đến 16 tháng 3 âm lịch. Đây là lễ hội truyền thống của vùng văn hóa Bắc Ninh, Kinh Bắc, được tổ chức hàng năm, là dịp để nhân dân mọi miền Tổ quốc tưởng nhớ công ơn vua Lý Công Uẩn đã khai mở vương triều Lý, phát triển nền văn minh Đại Việt. Đồng thời, lễ hội còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ thể hiện đạo lý, uống nước nhớ nguồn và truyền thống quý báu của con dân đất Việt ngàn đời nay. Nét độc đáo nhất trong lễ hội Đền Đô là đám rước. Từ 7 giờ sáng ngày 15 chính hội, đám rước ngai bài vị của Lý Thánh Đại Việt và tám cờ đại mang chữ Lý. Sau cùng đám rước là hàng vạn du khách thập phương tấp nập đổ về tham dự lễ hội.